Phát ơi, bơm của mình hôm nay nó bị hư này, đẩy ngược này. Bây giờ mình đẩy đẩy xuống nó không xuống này. Đẩy này, dùng lực đẩy xuống nó không xuống này. Đấy, đây mới phải đẩy ngược nhé. Còn còn mình đẩy xuống vẫn xuống được thì không phải đẩy ngược. Bây giờ nó mình đẩy xuống như này là không xuống được, là bị đẩy ngược nhé. Bây giờ mình test cái bơm này, mình bịt cái đầu này vào, mình bơm nó đã bị đẩy ngược như này. Bây giờ hôm nay mình sẽ sửa nó nhé. Đây nha các bạn nhìn nha, mình đẩy xuống là mình không thể đẩy xuống thì nó mới mới phải đẩy ngược ấy. Đấy, mình xì cái nó đẩy lên lên này. Đấy, phải đẩy ngược này. Còn bị hít hít nặng ấy, thì là mình kéo không thể lên được đâu các bạn ạ. Mình kéo như này này, nó bị hít ấy, kéo không thể lên được một tí nào luôn. Đấy mới phải là bị kéo này, bị hít này. Và bây giờ hôm nay mình sẽ tháo nó ra để sửa. Đó, xoay cái đầu trên này ra này, đó, lấy cái gì đó hay que cái gì đó đẩy cái chốt này ra. Đấy. Rồi rồi sau đó các bác cũng xoay cái dưới này này. Đấy, xoay cái dưới này ra này, nó sẽ được như này. Sau đó các bác sẽ đây nữa, tháo này ra này. Đây này, hơi xong nó xì ra này. Ui, nước bắn ra. Có nước bắn ra luôn. Các bạn tháo ra, các bạn sẽ kiểm tra nha. Kiểm tra mình sẽ lấy cái gì về lau nó đi. Các bạn nhìn này, nhìn đây nhá, bạn thấy gì không? Cái pom nhựa của cái ti này nó đã bị mẻ rồi nhá, có một cái lỗ nhá, đó chính là nó không giữ được hơi rồi. Không giữ được hơi thì là nó sẽ bị đẩy ngược đây. Đây, không lấy được nét, đây lấy được nét đây. Nó đã bị mẻ nhá, bị mẻ ở chỗ đấy rồi đấy, riêng chỗ này này nó bị mẻ này đấy, mẻ là nó không giữ được hơi luôn, là nó bị hít luôn nhá. Bây giờ xem cách khắc phục nó như nào.
Cái này thì mình cũng chưa biết cách khắc phục như nào ấy. Chắc phải thay thay nó đi. Các bác ơi, mình không biết là cái này, cái bom nhựa này người ta lắp vào kiểu gì được. Đây, cái của mình đã bị mẻ đây. Nó bị mẻ một chỗ đây rồi thì là nó bị xì hơi đây. Thì bơm nó bị đẩy ngược đây nhá. Đấy, xung quanh này nó bị một chút rồi. Bây giờ mình đang tìm cách để làm thế nào để tháo cái bom nhựa này ra này. Nhưng mà chắc mình chưa biết cách nên mình có thể mình sẽ dùng cái dao lam mình làm một cái đường cho nó bằng phẳng. Mình sẽ dùng cái dao lam để thử cắt cái bom nhựa cho nó bằng phẳng để nó kín hơi xem một đường nhé. Còn bây giờ thì cái này mình sẽ thay cái ti cú để mình dùng. Còn cái ti này mình sẽ hôm nào mình sẽ làm một cái video clip sau để mình sửa thêm có được không. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái ti kia về thay vào cái ti này để mình bắt đầu sử dụng tiếp thôi. Các bạn này, ti zin của bơm đây. Đây, ti zin của bơm này. Hai cái ti khác hẳn nhau luôn. Cái ti zin của bơm này hay phá sim á. Cái ti này thì bây giờ nó bị hỏng rồi, mình bắt buộc phải thay cái ti ti zin của bơm này. Giờ sẽ tìm cái gioăng cao su nào phù hợp để lắp vào thôi. Đây mình nghĩ ra cái này nó vừa đấy. Cái này. Ôi. To, hơi to đấy. Đây nhá, mình sẽ dùng cái bé hơn này lắp vào, vừa lắp vào đấy, vừa lắp vào thử xem nó có vừa không. Vừa các bạn, đây nó vừa đấy. Bây giờ mình sẽ sấy này vào nhé. Rồi, ok. Lau nó đi. Bẩn quá. Ui, ui, tí đổ nước. Con lau sạch nó đi nha, lấy mình để nó bụi bẩn nó bám vào đấy, cát nó bám vào. Đây nha. Giờ thay thay cái ti. Mình chả có dầu gì, mình bây giờ mình dùng tạm dầu dầu máy này.
dầu silicon hết rồi. Giờ dùng tạm dầu máy để bôi tí vào cái răng này thôi. Giờ lại lắp vào chiến đấu. Quá, đừng đừng dùng theo em nhá, đừng dùng theo mình nhá, đừng dùng cái dầu máy theo mình nhá, mình không có, mình mới dùng thế thôi. Còn các bác nào có cái dầu silicone thì các bác dùng dầu silicone nhá. Cho một tí vào đây cho nó trơn. Đây nha, bây giờ sẽ test lại các bạn nhé. Lên hơi nhá các bạn nhá. Đấy. Hơn trăm rồi, 120 đấy. Đấy. Bây giờ mới chỉ thay cái ti kia vào là ok rồi nhá. Lý do nó đẩy ngược nó thế nhá. Nó một chút này không phải đẩy ngược đâu. Nó như thế đấy. Đấy. Nó phải đẩy ngược là như cái lúc đầu mình đẩy xuống, không thể đẩy xuống hết hết cỡ như này này. Nó kịch như này nhá. Bây giờ mình vẫn đẩy kịch xuống kịch nhé. Đẩy xuống kịch nhé. Lúc đầu là mình đẩy không không xuống kịch nhé. Đấy đấy mới phải là đẩy ngược các bạn. Và nó bị hít ý. Mình kéo không thể lên nổi nhá. Kéo không thể lên nổi mới phải là bị hít nhé. Còn bây giờ ok rồi đấy. Đấy. Phần trăm nhá. Đây đây đây. Phần trăm của các bạn. Đấy. Giờ bơm ok rồi các bạn. Giờ bơm mình ok nha. Các bác nếu mà bơm đang bị đẩy ngược như của mình thì lấy ra kiểm tra cái ti ấy. Thì lý do của nó chỉ ở cái ti này. Đây, chính là ở đây. Lý do chính là ở đây là đẩy ngược đây. Đây, mẻ đây. Nó bị mẻ đấy, mẻ một chút vào đây này thì là nó bị xì hơi luôn rồi nhá. Các bác nào thấy video của em hữu ích và giúp gì được cho bác, các bác hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé.
để em có nhiều động lực để ra nhiều video mới, và có thể những cái lỗi của em có thể giúp được các bác sửa được cái bơm cáp này. Bây giờ mình xin chào tất cả các bác nhé.